8. Đó. Vậy thì ý của hai vị là như thế nào vậy? Tôn soái, phổ thiên chí hạ, mạc phi vương thổ. Hy vọng tôn soái sẽ không tha thứ sinh hư. Nói đúng lắm, nhất định phải giết Nhạc Phi. Đây chẳng phải là lôi chủ cướp Kiêu Tiểu Lương sao? Sao cơ? Nháy mắt từ một hiệp sĩ bỗng trở thành cầm tù. Nhạc Phi à, đây là Tương Châu chứ không phải là quê nhà thang âm của ngươi đâu. Ngươi đừng có tưởng là có thể khua gươm múa kiếm mà có thể vô pháp vô thiên. Xem ra ngươi cũng chẳng sống qua nổi ngày mai đâu. Ta chỉ khuyên ngươi một câu, ngươi đừng tưởng tôn soái có thể bảo vệ ngươi. Ngươi nghĩ rằng có thể gà chó thăng thiên? Đây là mạng lưới dùng người với người để đan lại. Bầu trời này to như thế nào thì mạng lưới này cũng to như thế. Ngươi đừng có tưởng Nhạc Phi ngươi có ba đầu sáu chi, Long Dương Bảo Giá. Ta nói cho ngươi biết, ngươi cho cùng cũng chỉ là một con tốt trong mạng lưới này thôi, đào rơi oan hồn. Tự mà biết thân biết phận đi. Tôn soái, Tôn Hân, đại ca tôi đâu? Tôn soái, tôi đại ca nào? Nhạc Phi đã giết chết chư hầu của phủ Tôn, tội sống tội chết đều khó tránh khỏi. Vậy Tôn soái, nhà Nhạc Phi còn có mẹ già đang đợi. Ngài thử nghĩ xem, chúng tôi trở về không biết ăn nói như thế nào với bà cụ. Đúng vậy ạ. Ngài nghĩ xem còn có cách nào để cứu huynh ấy. Bất luận như thế nào thì cho dù có thể gặp mặt lần cuối, cũng khẩn cầu Tôn soái sắp xếp cho anh em chúng tôi được gặp huynh ấy. Cầu xin ngài Tôn soái nhất định là phải cứu mạng đại ca tôi. Như thế này đi, các người đợi đây chốc lát, có tin tức gì ta sẽ báo cho các người. Vậy nha. Đa tạ tôn soái. Tôn soái đến rồi. Tôn soái, tôn soái, hãy cứu giúp chúng tôi. Tôn soái, tôn soái, đại nhân hãy cứu giúp chúng tôi. Đại nhân hãy cứu giúp chúng tôi. Đại nhân hãy cứu giúp chúng tôi. Đại nhân. Tôn soái, hãy cứu giúp chúng tôi. Đại nhân, hãy cứu giúp chúng tôi. Đại nhân. Đại nhân. Mọi người hãy mau đứng dậy. Mau đứng dậy. Đâu đứng dậy hết đi. Đại nhân hãy cứu giúp chúng tôi. Các vị, có vấn đề gì cứ nói ra. Kẻ cướp giật núi Ngô Công đó đi đến đâu cũng cướp người cướp của. Tất cả lão bá tánh của chúng tôi đều bị dồn tới đường cùng rồi. Nghe nói là Tôn đại nhân yêu dân như con, vì vậy chúng tôi mới cùng nhau viết đơn mong đại nhân cứu giúp, giúp bá tính chúng tôi trừ mối nguy hại. Đại nhân hãy giúp chúng tôi trừ nguy. Mong đại nhân hãy giúp chúng tôi trừ nguy ngay. Đại nhân. Người ở đây này, các người phải nhanh lên nhé đại ca. Đa tạ các vị huynh đệ. Đại ca, Ngưu Lôi đến thăm huynh đi. Đại ca. Đại ca. Sao các huynh đệ vào được đây? Là Tôn tướng quân sắp xếp cho bọn đệ đó. Đại ca. Đệ nghe nói các huynh như thế nào là tùy họ. Đại ca, gỗ làm sao sắc bằng dao? Hay là chúng ta nghĩ cách gì xem? Nhờ tôn soái.
Được rồi, ta không muốn phiền đến tông soái nữa. Điều ta không yên tâm duy nhất là chính là mẹ ta. Các đệ sau khi trở về hãy nói với mẹ ta, Nhạc Phi bất hiếu, không thể ở cảnh báo hiếu mẹ lúc tuổi già. Nhưng xin mẹ hãy yên tâm, Nhạc Phi ta không phải là vì những việc xấu xa mà bị trảm đầu. Ta không làm gì hổ thẹn với các vị sư phụ. Ta không làm gì hổ thẹn với sự dạy dỗ của mẹ ta. Ta không làm gì cả. Đại ca, tướng quân, Nhạc Phi, xem ra cái đầu của ngươi tạm thời không thể rơi rồi. Tướng soái, Đỗ soái, xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện gì vậy? Tôn soái đã cầm thư gì đó của hàng vạn bách tính tố cáo lên trên, muốn Nhạc Phi dẫn binh diệt ác ở núi Ngô Công. Núi Ngô Công rất nhiều cướp, mà tên nào cũng chẳng phải là loại hiền. Triều đình đã rất nhiều lần phái quân bao vây, nhưng lần nào cũng thất bại. Nếu mà tôn soái muốn đi cứ để cho hắn đi đi. Nhưng mà tôn soái hắn lại còn nói là giúp Nhạc Phi, muốn cho Nhạc Phi lấy công chuộc tội, dẫn binh đi núi Ngô Công trừ gian. Tôn soái này toàn là muốn đối đầu với ta. Đỗ soái, tôn soái này mà tra ra, liệu có tra đến chúng ta không? Ngô Trí Hiển của núi Nhị Long thế nào rồi? Tiểu nhân đã xử lý xong hắn rồi. Hay là chúng ta ra tay trước? Đừng, chết không đối chứng, tôn soái làm sao mà tra ra được gì? Nhưng mà núi Ngô Công một năm nay cũng không nộp thiếu ngân lượng. Nếu mà để Nhạc Phi thật sự trừ được chúng, điều đó chẳng phải là mất đi một con đường tài lộc sao? Ta thấy người đúng là bị Nhạc Phi đánh cho trở nên ngu ngốc rồi đó. Địa hình núi Ngô Công nguy hiểm, gian tặc lại nhiều. Nhạc Phi liệu có cái bản lĩnh đó không? Nếu tên Nhạc Phi đó không có các anh em Cát thị, ngộ nhớ Nhạc Phi thật sự trừ được mấy trăm gian tặc, lúc đó tôn soái nói giúp cho hắn, chẳng phải là càng phiền đó sao? Người đích thân đi một chuyến cho ta, nói với huynh đệ Cát Dũng. Tuân lệnh. Và còn nữa, nói với các anh em Cát Dũng, hãy để dũng sĩ số 1 Tương Câu có đi đi, đừng trở về. Tiểu nhân biết rồi ạ. Nào nào, mấy vị khách quý, ăn chút gì đó đi. Đại ca, hôm nay phải uống nhiều một chút, ăn mừng cái bất ngờ này. Tai qua nạn khỏi, nhất định rồi. Tiểu nhị, cho một đĩa thịt xào. Đừng chỉ ăn rau, ta muốn ăn đậu phụ. Phải cho thêm rau xanh hầm đậu phụ. Đại ca, đệ đã biết trước mà, huynh nhất định sẽ không sao. Có phải là Dung Quý không có bao nhiêu người cứ mang tầng đó ra? Dân, ngài đợi cho một lát có ngay đây ạ. À. Thôi nào, ngu lôi ạ. À. Huynh gọi nhiều món như vậy có ăn hết được hay không hả? Có ngu lôi ta ở đây, nhất định sẽ là ăn hết rồi. Đúng là không thể ngờ được. Tôi vẫn có thể ở đây cùng với các anh em uống rượu. Đúng vậy đấy. Đại ca, vất vả rồi. Lần này, may mà có tôn soái. Nào, đại ca, chúng ta cạn ly cạn. Đã quá. Lão tôn soái này đích thực là một hảo hán, có nghĩa khí, ngu lôi ta thật là khâm phục. Đúng vậy, cũng là đại ca của chúng ta có bản lĩnh. Tôn soái cũng chỉ là không nỡ cướp đi mạng sống của đại ca. Bất luận như thế nào, diệt núi Ngô Công lần này chúng ta phải nghĩ mọi cách để giải quyết. Để nói mà tôn soái đúng là thật tốt với đại ca, bề ngoài chẳng thấy gì, nhưng trong tâm của ông ấy biết rõ,
Chỉ cần đại ca được ra là để đại ca lãnh đạo ba quân. 100 người. 100 người à? Dùng núi này có thể lên đến vạn. Thảo nào Tôn Soái lại dùng cách này đưa đại ca đến chỗ chết. Tôn Soái cũng dốc hết sức rồi, ông ấy cũng không có cách nào khác cả. Để thấy là người bên cạnh Tôn Soái, tên đầu to tai lớn họ Đỗ đó làm bậy. Hắn muốn chờ chúng ta chăng? Bây giờ thì đi cũng phải đi rồi, không đi thì cũng phải đi. Nắm được huynh đệ Cát Thị thì mới có thể lấy công chuộc tội. Nếu không thể lấy được mấy tên tham quan đó thì nhất định sẽ lợi dụng mà phát huy để trị tội đại ca giết nhà họ Tôn. Bọn hắn đại ca, chỉ cần một câu, ngu lôi sẽ đi cùng với huynh lên núi đào xuống biển lửa. Tốt lắm ngu lôi. Bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng ta sẽ là huynh đệ sống chết có nhau. Anh em tốt. Đại ca, cạn. Đã quá. Nào, uống ly nữa đi. Dương Quý, rót rượu. Nào, rót bát nữa đi, uống đi. Đại soái, tiểu đương chết với đài thiên lôi rồi. Cái đồ xúc vật này, thành sự không đủ, bất sự có dư. Bộc Phát còn nói, có người biết tiểu dương linh thu ngân lượng, Tôn Soái mới sinh nghi. Xem ra Tôn Soái là một khúc xương khó nhằm. Đại soái, mặt tướng sẽ đích thân dẫn binh đi kết liễu tính mạng của hắn. Không được. Tống không hơn liêu. Mặc dù chúng ta ở đồng bằng Yến Kinh Đại Hồ, nhưng giết địch 1 vạn, tổn thất 3.000. Võ sĩ của chúng ta cũng đã chết rất nhiều trên sa trường. Cứ đánh như vậy cũng không phải là cách lâu dài. Hai tên hung quân của Triều Tống đã chiếm thiên thời địa lợi. Chiến sự của chúng ta mặc dù thiện chiến nhưng chỉ từ một phía. Đúng rồi đại soái, mặt tướng biết trên núi Ngô Công có một đôi huynh đệ Cát Thị lãnh đạo, trong tay của chúng có cả hàng nghìn quân. Nếu chúng ta có thể thu nạp chúng, đến lúc đó chúng ta chẳng phải mất gì, đánh từ nội bộ bên trong. Chỉ là cái gì? Mặt tướng đã bị giáp mặt chúng một lần, gan chúng cũng to lắm. Gan to ư? Lưỡng hải tương quyền, lấy kỳ binh cung phụng người Tống. Mặc dù phải tiêu hao trên người Tống, Bộc Phát đang ở Đại Tống, việc này để hắn đi làm. Được ạ. Trương Dũng, ngươi hôm nay thật là sung sướng quá nhỉ. Ngươi có đi núi Ngô Công không? Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, núi Ngô Công đó lên thì dễ mà xuống thì khó. Ta thật không thể hiểu mấy huynh tại sao lại đâm đầu vào. Mấy huynh đệ của chúng ta đều là nam tử hán của trận chiến, ai cũng đều thoát nạn từ cái chết. Ba vụ thoát khỏi cửa phủ Dương. Đúng vậy. Để nói huynh không phải là ở trước núi Ngô Công mà làm chân gỗ không có tiếng nói đấy chứ. Vui lên đi chứ, nói đi.
Tiểu tử, đệ chẳng phải từng nói rằng quân tử kiếm tiền cũng phải có đạo lý mà? Trên núi Ngô Công, tất cả châu báu to to nhỏ nhỏ, đệ nỡ lòng nào không đi kiếm sao? Thôi nha, nói thực tế một chút đi. Ngân bạc thưởng cho dũng sĩ một số tương châu, ta cũng sờ được vào, lại để cho đại ca lập được công, ta cũng không dám nghĩ đến bảo bối của núi Ngô Công. Đệ không nghĩ, ta nghĩ đệ là người muốn nhất. Đệ đúng là đừng có động tay. Trương Dũng, đệ đúng là phụ lòng Nhạc đại ca. Một lòng dạy dỗ đệ, không đi thì thôi. Nhưng mà đệ phải lấy hết số thưởng mà Nhạc đại ca cho trước, lấy hết ra đây cho ta. Đúng rồi, Quynh Quynh, đó chính là Nhạc đại ca dùng mạng để đổi lấy đó. Đúng vậy đại ca, Quynh cũng hiểu đệ. Đệ là con sâu ở trong nhà, nhà họ Trương của đệ chỉ có duy nhất để nói dỗ mà thôi. Nói xong chưa? Đừng có ở đây diễn trò nữa. Có thể đi được bao xa thì đi. Đại ca, Huynh nghe đệ nói, Huynh là một hảo hán, sẽ có một ngày tất thành đại sự. Nhưng là Huynh đệ, ta vẫn phải khuyên Huynh một câu. Với số người trong tay của Huynh hiện tại, lên núi Ngô Công cũng là lấy trứng chọi đá. Nếu thực sự gặp phải khó khăn, xin hãy đừng cố chấp. Có núi non còn đó, lo gì không có củi đốt, cút đi. Bẩm báo, Tôn Hân cầu kiến. Mang cho vào, tuân lệnh. Ta đến đây lần này, đầu tiên là đem rượu thượng hạng đến để mời huynh đệ thưởng thức. Chúng ta nhiều rượu quá, uống không hết. Không biết sao Ngô huynh đệ sao nói như vậy. Không được. Tại sao ta không được nói vào lúc này chứ? Làm cho ta tức chết đi được. Tổng lão nguyên soái đó lệnh cho chúng ta đem theo 100 người đi núi Ngô Công liều mạng với hàng vạn gian tặc. Điều này chẳng phải là bắt chúng ta đi chết sao? Ta thấy loại rượu ngon này, ngài hãy cầm về tự uống đi. Ngô tướng quân vẫn thật là người ngay thẳng. Ta đến đây lần này là để đáp lễ ân công, hai là truyền đạt lệnh của Tôn soái, đặc biệt mời ân công và chư vị đến đạo danh một chuyến. Tôn soái sẽ giúp ân công điều binh chọn tướng. Quá ra là như vậy à? Như vậy thì tốt quá rồi, tốt quá rồi. Vậy thì số rượu này có thể uống hết rồi, có thể uống hết đó, có đúng không đại ca? Tôn soái, Nhạc phi đến rồi. Mặt tướng Nhạc phi tiếp kiến Tôn soái. Lão phu nhận rồi. Nhạc phi mau đứng dậy. Cảm ơn Tôn soái. Nhạc phi à, quân các dũng dạng người cũng không phải là cả đời nhàn hạ. Triều đình nhiều lần muốn tiêu diệt đều là vì địa hình nguy hiểm, khó tấn công, đều là thất bại trở về. Người phải đi đánh núi Ngô Công, nguy hiểm rất nhiều. Ngươi phải cẩn thận. Nhạc phi chẳng có đức có tài, làm cho Tôn soái phải lo tâm. Lão soái, Nhạc phi mặc dù chỉ có một tấm lòng nghĩa hiệp nhỏ bé, nhưng đại phu chết nơi xa trường, hiểu được đạo lý vì triều đình mà hy sinh. Giá như trong đó có thêm vài người như ngươi, nghĩa hiệp có tình có lý, Đại Tống ta sẽ không phải rơi vào cái mảnh đất này. Nhân tài Đại Tống rất nhiều, chỉ là không được trọng dụng. Mặt tướng tin rằng chỉ cần Tôn soái có ý nguyện giống như lần này, chọn lôi đài cũng vậy, để chọn binh tuyển tướng, nhất định sẽ có hàng nghìn hàng vạn người như Nhạc phi đứng ra. Tốt, được lắm. Bây giờ ta sẽ vì Nhạc phi ngươi chọn binh tuyển tướng.
Ta biết người không sợ gian tặc, nhưng ta cũng không muốn để cho người phải mạo hiểm. Bây giờ ta sẽ tuyển cho ngươi 1000 binh, cùng ngươi đến núi Ngô Công diệt trừ gian tặc. Mặt tướng đa tạ tôn soái. Nhưng sao vậy? Chế ít sao? Không, chỉ là mặt tướng đã từng đồng ý với Đỗ phó soái, chỉ đem theo 100 người lên núi Ngô Công. Đại trưởng phu đã nói không thể nuốt lời. Nhạc Phi chỉ cần 100 người, nhiều hơn một binh một mã cũng đều là Nhạc Phi vô dụng. Được lắm, 100 thì 100. Truyền mệnh lệnh của ta, bảo Đỗ soái tuyển chọn 100 quân tinh nhuệ cùng Nhạc Phi lên núi Ngô Công trừ gian tặc. Bà chủ, đến rồi đây. Rượu tốt, thức ăn ngon, có bao nhiêu mang hết lên đây. Được rồi, khách quan, rượu thịt đến rồi đây. Ngài cứ từ từ dùng ạ. Mời ngài cứ từ từ dùng. Lên ngựa đi, đi. Làm thế nào đây? Số ngân lượng đều bị rơi chỗ quán rượu rồi. Thừa Mông quý quân xem ra rất giống huynh đệ. Đại tướng quân còn đích thân lên núi Ngô Công, huynh đệ của chúng tôi xin kính ngài một chén nào. Việc đánh cướp Tương Châu và Từ Châu, chúng ta hợp kế với nhau. Xin đại tướng quân một câu trả lời. Từ Châu mà, Trí Châu đại nhân bỏ qua, ta chỉ nói mờm mà không làm. Phương diện phòng vụ nhất định là hơn bình thường. Chúng ta lấy Từ Châu cũng không tốn nhiều trận đánh, chỉ cần 5 vạn ngân lượng là đủ. Còn về Tương Châu cũng như vậy thôi. Tương Châu là cái ổ cũ của Tôn Trạch, không chỉ luyện binh tốt mà công trình cũng làm rất hoàn chỉnh, có quy hoạch. Tấn công dụng đất này đánh cũng rất lâu, người chết thì cũng nhiều. Ta cũng mở miệng nói với ngươi cần 15 vạn lượng. Ta cũng mở miệng, hai nơi tổng cộng cần 20 vạn lượng.
Ta thấy vẫn là Tào Thành có bản lĩnh. 3 năm rồi, ngân lượng mà chúng lấy từ tay ta không quá 35 vạn lượng, nhưng số ngân lượng lấy từ vùng đất này không thể ít hơn 100-200 vạn. Nếu không thì bọn chúng liệu có nuôi nổi 10 mấy vạn lạc đà không? Đại tướng quân không cần phải trả lời ngay, ngài cứ suy nghĩ. Còn chúng ta sẽ thương lượng với đại đầu lĩnh xem. Đúng vậy. Báo. Báo cáo đại vương, thống chế quân Tương Châu cầu kiến. Tướng quân, ngài xem là chúng ta có cần tránh đi không? Không sao đâu, đều là người một nhà mà. Đã từng gặp hai vị các gia. Thác Bạt tướng quân cũng có ở đây à? Hóa ra các người đã biết nhau. Nào mời ngồi, rót rượu. Cảm ơn các gia. Nào cạn. Cạn. Mấy ngày này các ngươi phải tăng cường phòng hộ. Tôn soái đã phái người đến. Phái bao nhiêu người đến? 100 người. Người đó gọi là Tôn Trạch, Tôn lão gia đó sao? Có phải là lão hồ đồ không? Chỉ có 100 người mà muốn cướp thanh phong của ta sao? Nói ngắn gọn là không biết tự lượng sức mình. Vậy thì tướng lĩnh dẫn đầu là ai? Võ sĩ số 1 Tương Châu Nhạc Phi. Nhạc Phi à? Chưa từng nghe nói tên nhân vật này. Nhạc Phi. Người này có thể dẫn 100 quân, có thể làm cho tên lửa phóng xa 500 bước, hoàng giá cho lưu cách từ trong núi đao giết xuất trùng vây, đánh bại Dương Tái Hưng, Dương Mông Tử. Thời gian trước lại đi cướp Tiêu Lương Vương Nam Ninh. Người này không thể xem thường. Kể cả hắn có như được phạt truyền tới thế giới, thoát khỏi tháp Thiên Vương xuống trần, ta có mất đi đao cát cũng không đáng gì. Được lắm, nào cạn. Cạn, nào uống đi. Cạn. Cổ nhân vân, nhân sinh tiểu huyền, tinh thần chuyên lợi, trường thành về sau, tan mọi suy tư. Cổ xưa có dạy, mất đi cơ hội. Đại Tống Hưng Vượng suy bại, cần đến bao nhiêu năm đại trí đại dũng? Vẫn mong mẹ và vợ hiền ngày ngày khuyên học, không dạy đời sao dễ bị sa ngã. Ta ở bên ngoài dẫn binh đánh trận, có quý nhân phù trợ, mong mẹ và vợ hiền không cần phải lo lắng và giữ sức khỏe, sống tốt qua ngày tháng. Vào đi. Đại ca, ngươi chẳng phải là đã về lo hương khói rồi sao? Đệ cũng định như vậy, nhưng vừa rồi vừa mới chia tay, đệ đã lại nhớ đến huynh, giống như là lúa không thể thiếu nước vậy đó. Đệ còn mơ một giấc mơ, trong giấc mơ khi ở trong quân ngũ, các anh em chăm sóc em như thế nào, đại ca còn xem đệ như là em ruột. Đã nói xong chưa? À, nói xong rồi, nhưng đệ nói đều là sự thật đấy nhé. Các người ra đây hết đi.
大哥。Đại ca. Xem ra ta là người biết cuối cùng. Đại ca, đệ thật không có gan đến gặp huynh. Sợ huynh cho người lo ra ngoài, vậy nên đã gặp anh em trước. Cơ bản vì muốn họ nói giúp với huynh cho đệ. Đúng vậy, đúng nè. Lòng tốt của tên tiểu tử này vẫn chưa bị chó tha mất mà. Đại ca, hay là huynh cứ giữ đệ ấy ở lại đi. Đúng đấy đại ca, huynh giữ đệ ấy ở lại đi. Túi của ngươi đâu? Mất trên đường rồi ạ. Tay làm sao vậy? Tay hả? Không cẩn thận nên bị cành cây đâm vào tí rồi. Nhưng bây giờ thì không sao. Đệ tưởng chỗ ta là xóm trọ, thích đến thì đến à, muốn đi là đi ư? Nếu ta giữ đệ ở lại, làm sao mà có thể ăn nói với các anh em khác? Đệ biết sai rồi. Lần này đệ nhất định sẽ cố gắng biểu hiện tốt, lấy công chuộc tội. Được rồi, ta sẽ cho đệ cơ hội cuối cùng. Nếu đệ lại tiếp tục phạm lỗi nữa, đừng trách ta không nể tình huynh đệ. Cảm ơn đại ca. Tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tối nay huynh đệ của chúng ta phải hàn huyên nói chuyện. Đệ ngáy to khi ngủ làm cho người không ngủ được. Hôm nay ta sẽ không ngủ nữa. Ta ngồi được chưa? Ta sẽ ở cùng với Trương Dũng nói chuyện tâm sự. Đừng ồn nữa. Muộn như thế này rồi, sáng sớm ngày mai còn phải luyện tập sớm nữa. Mau về nghỉ đi. Dân à, đại ca cũng nghỉ sớm đi ạ. Cảm ơn đại ca. Cảm ơn. Đi đi, đi đi. Tình tiểu tử này, hôm nay sẽ cho ngươi một trận đấy. Ngài giao việc đã làm xong rồi dạ. Huynh đệ Cát Thị và Thác Bạc tướng quân có cần gì bàn giao đều đã nói rồi. Tên Nhạc Phi đó sao rồi? Tôn Nhân nói Tôn Soái giao cho Nhạc Phi 100 tinh binh. Tôi đã giao cho 100 người, nhưng 100 người đó đều là do tôi chọn kỹ lưỡng. Tốt rồi, để ta xem võ sĩ số 1 Tương Châu rút cuộc là có tài cán gì. Cái gọn núi này. Đây. Mẹ ơi, núi Ngô Công này hóa ra là hình thù như vậy. Núi Ngô Công hình thù như là con rết, vì vậy mới có tên là núi Ngô Công. Bên này có một đường, bên trong ngõ lớn bao ngõ nhỏ, ngay 10 dặm. Địa hình cụ thể không thể biết rõ. Căn cứ vào thông tin Tôn Soái cung cấp, trên núi có khoảng hàng vạn gian tặc. Để thấy núi Ngô Công này thắng ở địa hình đặc biệt. Để thấy là trận này của chúng ta nhất định phải nắm chắc phần 10, chúng ta mới có thể lên núi. Đúng vậy. Vậy thì bây giờ chúng ta nắm chắc được mấy phần? 5 phần, 3 phần. Ta có chủ ý này, có thể nắm chắc được 10 phần. Đại ca, mau nói đi, biện pháp gì vậy? Chúng ta chỉ cần tìm một người trang điểm ngụy trang, trà trộn vào núi Ngô Công, vẽ được bản đồ địa hình của chúng. Chỉ cần biết người biết ta, ta sẽ nắm chắc được 10 phần. Có thể đánh bại. Ý kiến hay đấy. Được rồi, ý kiến hay. Huynh thấy là phái ai đi thì thích hợp đây? Đúng đấy, là ai đây? Để nói xem là ai vậy? Để đi rửa tay. Trương Dũng muốn chôn à? Không, không, không. Nếu nói biết người biết ta, còn ai có thể thích hợp hơn đệ nữa? Đúng, đúng đấy, đúng đấy. Đại ca, huynh không phải là muốn đưa đệ vào chỗ chết đấy chứ? Đúng vậy, ta có một cách. Ta có một cách đây, để cho đệ có thể trà trộn vào. Là cách gì? Bẩm báo, ở trên lệnh Đỗ Soái 100 người đã đến, xin hãy kiểm lại. Ừ.
Số người này Ngu Lôi Nhi ta phải trừng trị bọn chúng. Một bầy thỏ chỉ cần Ngu Lôi Nhi ta ra tay nhất định sẽ khá hơn. Này, qua đây qua đây, nói với các người hai câu, nói cho các người biết. Qua đây hết đi, qua đây, nói cho các người biết. Kế sách năm nay nằm vào mùa xuân, kế hoạch của một triều nằm vào sáng sớm. Lần này bị đánh bại, quan trọng nhất là, mọi người thử nói xem. Nói đi, nói đi, người qua đây nói xem. Bẩm tướng quân, đánh nhau quan trọng nhất là sức khỏe, vậy nên phải ăn no, đúng là đồ nồi cơm điện. Ngươi qua đây nói xem. Tiểu nhân cảm thấy mẹ ở nhà mà nghe được các ngài phải vào chiến trường mới an tâm được. Mọi người nói xem có phải như vậy không? Ngươi nói lên cái gì vậy hả? Qua hết đi, nghe ta nói đi. Qua đây, đứng hẳn nói, đứng ngay ngắn vào, đứng thẳng lên, nói ngươi đó, xếp hàng vào. Qua đây, làm gì vậy chứ? Đứng ngay ngắn, đều đứng hết vào rồi. Quế nhi của anh ta, Tôn Soái kỹ đến, toàn là tinh binh. Ai ngờ cử đến toàn là siêu dẻo. Không liên quan đến Tôn Soái, là người khác có ý hại. Mau, đứng ngay ngắn vào, đứng lên, đứng thẳng vào. Sao ngươi giống như là sợi bún vậy? Đứng thẳng lên, đội mũ kiểu gì đấy? Đứng ngay ngắn lên, không nói chuyện nữa, tỉnh táo lên chứ. Đứng lên nào, xếp hàng vào, tỉnh táo lên, nghe nói không? Đứng ngay ngắn lên, có nghe nói không hả? Đứng ngay ngắn lên. Đại ca, nói trắng ra đây chỉ là một lũ vô dụng. Mọi người đừng có ồn nữa, cầm miệng hết vào, ngậm miệng lại, không được nói chuyện. Núi Ngô Công có 80,000 gian tặc, chúng ta đi lần này 9 chết còn 1. Ta không ép buộc mọi người, đồng ý ở lại thì ở, không đồng ý ở lại, bây giờ có thể đi được rồi. Đi 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 đi, các ngươi không được đi, không được đi, quay lại, không được chạy, về hết đi. Đại ca, Quân không thể để cho bọn họ đi. Người ở mà tâm muốn đi, đi rồi có tác dụng gì? Nhóm người này, đại ca, hay là chúng ta không đi núi Ngô Công nữa? Đại ca, làm sao đây? Ngay cả 30 người vẫn không được. Đừng nói 30 người, kể cả chỉ còn có 3 người, ta cũng phải dọn sạch gian tặc. Mình nói cái gì vậy? Dựa vào đâu? Cho dù là dựa vào mấy người này, nhất định là không đánh được băng cuộn. Kể cả ngươi có là địch vạn nhân, ta đi thấy có thể đánh thắng 1,000. Núi Ngô Công có 80,000 người, còn 70,000 làm sao đây? Ngài xem bọn chúng, tên này và còn có cô ta nữa. Luyện ra 7 người trong số những người này, có thể giống như người vạn người địch sao? Ngươi dựa vào cái gì mà bắt họ ở công ty? Vậy sao ngươi còn không đi? Ta uống nhiều quá rồi, không đi nổi rồi. Bất kể là nguyên nhân gì, đã chọn ở lại rồi, ngày mai có thể bắt đầu huấn luyện. Từ bây giờ trở đi, ta sẽ đề ra quy định. Nếu ngày mai để cho ta thấy còn một ai uống say trong doanh trại, đừng trách ta vô tình.
30 người. Ta xem Mi luyện như thế nào.